Đối với Nam thì New Balance nó không đơn giản chỉ là một thương hiệu giày hoặc là một thương hiệu đồ thể thao, mà nó còn đại diện cho một cái phong cách sống, một cái triết lý cũng như là một cái hệ tư tưởng. Khoảng 10 năm trước khi mà Nam bắt đầu chơi giày thì đương nhiên những đôi giày New Balance đối với Nam thì nó hơi nhàm chán, do có thể là cái thiết kế nó đơn điệu quá cũng như là những cái màu sắc nó rất là cơ bản. Mà sau khoảng 10 năm và lớn lên dần dần, trải qua nhiều phong cách và mình cũng bắt đầu dần dần rời khỏi streetwear với những cái form dáng, với những cái màu sắc rất là đa dạng, mình quay trở lại với những cái màu sắc cơ bản, những cái item cổ điển và đề cao chất lượng hơn, thì lúc đó mình mới nhận ra New Balance nó chính là cái cầu nối cho cái sự thay đổi về phong cách này. Khi mà nói tới New Balance thì chắc chắn là ai cũng sẽ nghĩ tới một cái dòng giày iconic, tức là mang tính biểu tượng của nó luôn. Rất là đơn giản, logo chữ N to, thật là to trên thân giày, đó chính là 574. Một cái kết cấu giày đơn giản, tròn trịa, dễ thương và rất là dễ mặc đồ. Và bởi vì cái cấu trúc rất là đơn giản như vậy nên là 574 thì nó có giá thành rất là rẻ, và nó giống như là một đôi giày dành cho mọi người vậy. Và mình cũng thích cái slogan của họ là Worn by anyone, tức là được tất cả mọi người mang, ai cũng có thể mang hết. Cái tên New Balance cũng khá là hay, nó là thể hiện một cái triết lý trong cuộc sống mà mình đang theo đuổi, tức là sống cân bằng, balance, và luôn tìm cách làm mới bản thân mình. Nó có thể thể hiện qua cuộc sống cũng như là trong công việc, trong những cái gì mình theo đuổi. R cũng là một ví dụ rất là đặc biệt về cái việc tự làm mới chính mình. Thật ra đôi giày này đã được phát hành vào những năm 2010 rồi. Trước đó New Balance họ chỉ quen bán những đôi giày với mức giá dưới 100 đô thôi. Và khi mà đôi này được phát hành thì nó đã có mức giá là tới 250 đô lận. Nên lúc đó nó đã không có được thị trường đón nhận cho lắm. Thì cách đây khoảng 2-3 năm khi mà cái trào lưu dad shoes lên ngôi, tức là những đôi giày dành cho bố, dịch nôm na là như vậy, là những đôi giày thiết kế hơi gồ ghề và nhiều chi tiết, lưới, da kết hợp với nhau, thì New Balance được biết đến là King of Dad Shoes, tức là cái hãng mà chuyên phát hành những đôi giày dành cho bố luôn, thì họ cũng đã nhanh chóng tự làm mới mình bằng cách là phát hành lại đôi 2002R này, và đương nhiên là gặt hái được rất là nhiều thành công. Đây là đôi giày mà được các bạn trẻ săn đón hàng đầu ngày nay luôn. Đôi 9060 này cũng là một cái ví dụ khác về cách New Balance họ luôn tự làm mới mình. Thật ra nó là một thiết kế mới, nhưng mà họ xây dựng nó dựa trên những cái giá trị cũ của New Balance, những cái màu sắc, những cái chất liệu, những cái đường nét cổ điển. Nó là một cái mà nó thể hiện cái triết lý của New Balance mà nó rất là thích. Mới nhưng mà cân bằng giữa những cái giá trị truyền thống cũng như những cái công nghệ tương lai. Bộ đế này đến từ tương lai là cái chắc rồi. Nghĩ là trong cuộc sống và trong công việc thì nó đều giống nhau ở chỗ là mình nên tìm được những cái điểm cân bằng, và mình luôn tìm cách làm mới bản thân mình, làm mới công việc của mình. Thì theo dõi New Balance bao nhiêu năm qua, Nam cũng thấy nó đồng hành với cuộc sống mình cũng như vậy luôn. Một cái thương hiệu mà rất là giàu truyền thống, nhưng mà đồng thời là họ cũng rất là đi trước về mặt công nghệ. Thực ra tới ngày hôm nay, những cuộc thi marathon lớn trên thế giới, những cái giải chạy bộ lớn đều có sự xuất hiện của New Balance, và họ cũng ra những cái dòng sản phẩm công nghệ mới như là Fresh Foam, Fuel Cell, phục vụ cho việc tập luyện chạy bộ. Nhưng mà song song với đó thì những cái đôi giày iconic mang tính biểu tượng của New Balance vẫn là một cái tượng đài trong giới thời trang nam. Ví dụ như là 574, 997, 990 hay là mới đây nhất là 2002R và 9060 cũng hứa hẹn nhiều. Thì Nam nghĩ là brand New Balance thể hiện được rất là nhiều những cái triết lý sống của Nam.